vũ trụ hình thành như thế nào, con người từ đâu đến, vũ trụ phải chăng không có biên giới. Ngước nhìn lên bầu trời đầy rẫy các vị tinh tú, biết bao người đã từng tự hỏi bản thân như vậy. Nhưng dù có tra cứu tất cả các sách vở kinh điển, vẫn khó có thể tìm được đáp án đầy đủ. Đây đích thị là câu hỏi vĩnh viễn không có lời giải cho nhân loại. Từ trái đất là trung tâm của vũ trụ, đến thuyết mặt trời là trung tâm của vũ trụ. Từ thuyết vụ nổ lớn Big Bang, đến thuyết đa vũ trụ của khoa học vũ trụ hiện đại, những phát hiện mới liên tục phủ định những nhận thức cũ. Phát hiện mới nhất cho thấy, vũ trụ của chúng ta có lẽ chỉ là một trong vô số các vũ trụ đang xen ngang dọc. Thế giới ba chiều quen thuộc với chúng ta có lẽ chỉ là một thế giới hư ảo. Quá khứ, hiện tại, tương lai có lẽ cùng đồng thời tồn tại. Những nghiên cứu phát hiện này đã hoàn toàn đảo ngược những lý giải hiện hữu về vũ trụ của chúng ta. Trực giác của chúng ta đối với sự vật quen thuộc sao có thể nhận biết sai đến vậy chứ? Những điều quá kinh ngạc này có lẽ sẽ khiến bạn phải đặt câu hỏi, rốt cuộc mức độ đáng tin cậy của những nghiên cứu này ra sao? Loạt bài này sẽ cùng quý vị tìm hiểu những nghiên cứu và phát hiện mới nhất, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới cho quý vị. Có thể từ đây bạn có thể tìm ra được manh mối về vũ trụ chân thực. Loạt 5 bài: Nhận thức về vũ trụ chân thực. Phần 4: Nhận thức về nhân loại. Nhân loại từ đâu đến? Nhân loại sẽ đi về đâu? Ý nghĩa của đời người rốt cuộc là gì? Những câu hỏi từ thiên cổ này khiến nhân loại trở nên bối rối và cũng khích lệ nhân loại tìm kiếm câu trả lời. Mặc dù nhìn từ góc độ khoa học, thuyết tiến hóa của Darwin không hề có tính khoa học nào, bởi vì cho đến tận bây giờ vẫn chưa phát hiện được bất kỳ chứng cứ nào về quá trình quá độ giữa hai vật chủng tiến hóa. Nhưng khoa học hiện đại vẫn đang lựa chọn thuyết tiến hóa làm lý luận về nguồn gốc của nhân loại. Bạn thân của Newton là nhà thiên văn học nổi tiếng Halley. Ông nổi tiếng bởi đã tính được quỹ đạo di chuyển của sao chổi Halley. Halley không tin rằng mọi thứ trong vũ trụ là do thần tạo ra. Một hôm, Halley đến thăm Newton, nhìn thấy một mô hình hệ mặt trời do Newton chế tác mà cảm thán không thôi. Ở trung tâm của mô hình này là một mặt trời mạ vàng, các hành tinh được xếp đặt ngay ngắn xung quanh. Chỉ cần kéo cần quay thì các hành tinh lập tức chuyển động hài hòa theo quỹ đạo của mình, vô cùng mỹ diệu. Halley hỏi Newton rằng mô hình này do ai tạo ra. Newton trả lời rằng mô hình này không có ai thiết kế và chế tạo, chẳng qua là các vật liệu ngẫu nhiên va vào nhau mà tạo thành. Halley nói dù thế nào thì cũng phải có ai đó đã tạo ra chúng. Hơn nữa người đó là một thiên tài. Lúc này Newton vỗ vai Halley nói, cái mô hình này tuy rất tinh xảo, nhưng so với hệ mặt trời thực tế thì thực sự không là gì cả. Ngay cả ông còn tin rằng có người chế tạo ra nó. Vậy thì hệ mặt trời tinh xảo hơn cái mô hình này hàng trăm triệu lần, há không phải có một vị thần toàn năng dùng trí huệ to lớn của mình sáng tạo ra nó sao? Halley đột nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng tin rằng có thần tồn tại. Nếu thứ to lớn như thiên thể kia cũng là kiệt tác của sáng thế chủ, vậy thân thể người nhỏ bé này thì sao? Bí ẩn của thân thể người cho đến nay vẫn là bí ẩn mà khoa học khó giải thích được. Thân thể người dù về mặt kết cấu hay cơ năng, cơ chế đều đạt tới mức độ vô cùng tinh diệu hoàn mỹ, không gì sánh bằng. Gần như không có khoa học gia nào có thể phủ nhận điều này. Tuy nhiên họ lại tin rằng thân thể người là sản phẩm của quy luật tự nhiên, chứ không muốn tin rằng đó là sản phẩm do trí huệ to lớn của sáng thế chủ tạo ra. Điều này cũng tương tự như sự xuất hiện của thuyết về đa vũ trụ khiến các nhà khoa học tin rằng sự xuất hiện của trái đất và nhân loại là sản phẩm của định luật xác suất vậy. Nếu như có người cho rằng cho một con khỉ chơi đàn loạn ca lên, sau vô số lần chơi đàn như vậy, nhất định sẽ có một lần nó sẽ đánh ra được một danh khúc nổi tiếng thế giới, bạn sẽ thấy cách suy nghĩ này đúng là ngây thơ ấu trĩ phải không? Vậy mà khi tìm hiểu về nguồn gốc của nhân loại và vũ trụ, khoa học hiện đại lại coi sự việc chắc chắn không thể xảy ra này là điều thực tế có thể xảy ra. Khoa học hiện đại cho rằng vũ trụ chúng ta khởi nguyên từ một vụ nổ lớn xảy ra ước chừng vào 13,7 tỷ năm trước.
Lúc này vũ trụ từ trạng thái rất có trật tự dần dần chuyển thành trạng thái mất trật tự và hỗn loạn. Tuy nhiên điều đáng kinh ngạc là trong khoảng thời gian đó, những hạt bụi vũ trụ vô trật tự lại tổ hợp thành các lập tử, và dưới tác dụng của việc các lập tử này lại va chạm vào nhau mà hình thành các hành tinh và thiên hạ. Khoảng 5 tỷ năm trước, mặt trời của chúng ta được hình thành một cách kỳ diệu từ trong một cột xoáy khí của hệ ngân hà. Xung quanh hành tinh mới này lại còn sản sinh ra các hành tinh, vệ tinh và tiểu hành tinh khác. Trong đó có một hành tinh chính là trái đất của chúng ta. Trên bề mặt địa cầu của chúng ta, khi đó núi lửa luôn phun trào, mưa thiên thạch không ngừng rơi. Do thiên thạch không ngừng va chạm, nên đã xuất hiện nước và bầu khí quyển, nguyên tử và năng lượng hòa vào nhau. Từ đó tạo ra tế bào sống đơn giản đầu tiên. Trải qua vài triệu năm đột biến và chọn lọc tự nhiên, đã xuất hiện tảo, sứa và dung dẹp. Trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, loài cá xuất hiện trong các đại dương ở trên trái đất. Một số loài cá tiến hóa thành loài lưỡng cư, qua chọn lọc tự nhiên mà phát triển thành loài bò sát. Một phần nhánh loài bò sát lại tiến hóa thêm một bước nữa thành nhiều chủng loại sinh vật, bao gồm cả động vật có vú. Ước chừng khoảng 600.000 năm trước, một bầy linh trưởng tiến hóa thành thủy tổ của nhân loại. Đây là nguồn gốc của con người, sinh mệnh có trí huệ mà chúng ta biết được thông qua mô tả của thuyết tiến hóa. Mặc dù các nhà khoa học đều rất kinh ngạc cho rằng trong quá trình này hẳn phải xảy ra rất nhiều sự trùng hợp ngoài sức tưởng tượng mới có thể có sự xuất hiện của loài người. Mặc dù cho tới nay chưa từng phát hiện chứng cứ về sự tiến hóa giữa hai loài vật hay loài vật quá độ nào. Mặc dù các nhà khoa học biết rằng đột biến, khuyết thiếu gen cũng chỉ bất quá tạo ra một chút dị hình, khuyết tật, chứ không thể biến đổi một loài này thành một loài khác được. Thế nhưng khoa học vẫn cố chấp chọn thuyết tiến hóa là lý luận về khởi nguyên của loài người, lại còn đưa nó vào gần như tất cả các sách giáo khoa, lấy phương thức tiên nhập vi chủ, cái gì vào trước sẽ làm chủ để cưỡng chế học sinh tiếp thu thuyết tiến hóa. Suốt một thế kỷ này, thuyết tiến hóa luôn chiếm vị trí chủ lưu trong giới học thuật. Rất nhiều người tin tưởng nó mà không chút nghi ngờ. Những chứng cứ về nền văn minh tiền sử liên tục được tìm thấy và đang đặt ra những thách thức đối với thuyết tiến hóa. Ví dụ như ở đồi Clark thuộc Nam Phi đã phát hiện thấy mấy trăm quả cầu bằng vàng. Theo khảo sát, tầng địa chất nơi những quả cầu bằng vàng này được tìm thấy có niên đại khoảng 2,8 tỷ năm. Các lỗ khảm xung quanh, những quả cầu vô cùng tinh xảo. Các chuyên gia kỹ thuật chế tạo kim loại cho rằng rất khó có thể nhận định đây là quá trình hình thành của tự nhiên. Tại mỏ quặng Uranium Oklo ở nước Cộng hòa Gabon thuộc châu Phi, người ta đã phát hiện ra một lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn. Nghiên cứu xác nhận rằng lò phản ứng hạt nhân này đã được xây dựng từ 2 tỷ năm trước và vận hành trong khoảng 500.000 năm. Điều đáng kinh ngạc và gây hứng khởi cho các nhà khoa học hiện nay là sơ đồ kết cấu xử lý chất thải hạt nhân của lò phản ứng hạt nhân này đảm bảo rằng cho dù chất thải hạt nhân vì lý do nào đó mà bị rò rỉ ra khỏi lớp bên trong thì phóng xạ hạt nhân cũng sẽ bị các lớp bên ngoài hấp thụ. Trong lớp trầm tích nham thạch kỷ Cambri, kỷ Hàng Vũ thuộc suối Antelope, bang Utah, Mỹ, các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch dấu chân của một người trưởng thành có đi giày và dấu chân của một đứa trẻ dẫm lên một con bọ ba thùy. Bọ ba thùy là loài sinh vật sống từ 600 triệu năm đến 260 triệu năm về trước. Chúng đã bị tuyệt chủng từ rất lâu rồi. Thế kỷ 19, những bức bích họa được tìm thấy trong hang động Lascaux ở phía nam nước Pháp và hang động Altamira ở Tây Ban Nha đã khiến nhiều nhà khảo cổ học chấn động. Những bức bích họa này được vẽ rất sống động và chúng có niên đại từ hơn 17.000 năm về trước. Còn chứng cứ khác được phát hiện về những thời kỳ văn minh phát triển của nhân loại tiền sử. Những chứng cứ này đủ để lật đổ thuyết tiến hóa, nhưng trước những phát hiện này, giới khoa học lại luôn im lặng làm như không thấy. Dựa trên thái độ của khoa học, tại sao chúng ta lại có thể tin tưởng tuyệt đối vào một lý thuyết không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh rằng loài người là từ khỉ tiến hóa? Thậm chí bản thân Darwin từng nói, nếu như thuyết chọn lọc tự nhiên của tôi phải dựa vào quá trình tiến hóa đột biến mới có thể giải thích được, thì tôi sẽ quẳng nó đi như một đống rác. Tại sao chúng ta phải ôm chặt cái thứ mà ngay cả Darwin cũng coi là đống rác vậy? Trong hầu hết các nền văn minh cổ đại, người xưa đều tin rằng thần tạo ra nhân loại. Vậy người xưa đã sai, hay là người hiện đại đã đánh mất lý trí của mình? Nhân loại từ đâu đến? Ý nghĩa của đời người là gì? Đại sư Lý Hồng Chí đã sớm chỉ ra cho chúng ta chỗ mê này qua các bài giảng pháp của Ngài.
Giảng pháp tại Pháp hội Houston 1996, cấu thành của vũ trụ hoàn toàn không giống như khoa học gia hiện nay nói là do vụ nổ lớn hình thành. Con người căn bản là không phải từ loài vượn tiến hóa mà ra. Mới đầu, khi Darwin đưa ra thuyết tiến hóa là sơ hở trăm bề. Bản thân ông ta cũng là ngại ngùng lo lắng mà đưa ra. Chỗ thiếu sót lớn nhất trong đó chính là không có một quá trình lịch sử tương đối dài ở trung gian, từ vượn tiến hóa thành người. Di vật thật cho đến hiện nay cũng không có xuất hiện, đến ngày nay đều không tìm được, nhưng con người lại tiếp nhận mà còn tin như là chân lý vậy. Vậy nhân loại sinh ra như thế nào? Đại sư Lý Hồng Chí bắt đầu nói từ thời điểm khởi đầu của vũ trụ chúng ta. Chương 5 Pháp Luân Công. Vũ trụ tối nguyên sơ không có nhiều tầng thứ hướng dọc như thế này, cũng không có nhiều tầng thứ hướng ngang như thế này. Nó rất là đơn nhất. Trong quá trình nó phát triển vận chuyển thì sản sinh các sinh mệnh, tức là điều mà chúng ta gọi là sinh mệnh tối nguyên thủy. Họ là đồng hóa với vũ trụ, không tồn tại những thứ bất hảo. Đồng hóa vũ trụ chính là cùng giống như vũ trụ, hết thảy công năng trong vũ trụ thì họ đều có, thuận theo sự phát triển và diễn hóa của vũ trụ. Bèn xuất hiện một số thiên quốc, về sau xuất hiện càng ngày càng nhiều sinh mệnh hơn. Tại tầng thứ thấp của chúng ta mà giảng thì chính là hình thành các quần thể xã hội và phát sinh những liên hệ với nhau. Trong quá trình diễn biến ấy, có những người đã phát sinh biến đổi, càng ngày càng rời xa đặc tính vũ trụ, biến thành không còn tốt như thế nữa, thần thông cũng nhỏ đi. Cho nên người luyện công phải giảng quy chân, chính là hồi quy về trạng thái nguyên thủy, tầng thứ cao hơn, càng đồng hóa với vũ trụ, bản sự sẽ càng lớn. Bây giờ trong sự diễn hóa của vũ trụ, một số sinh mệnh biến thành bất hảo rồi mà không thể hủy diệt họ, bạn nghĩ biện pháp để họ đề cao trở lại đồng hóa với vũ trụ, để họ tới một tầng thứ thấp hơn, chịu chút khổ, đề cao, sau này không ngừng có những người tới tầng thứ đó, rồi sau đó ở tầng thứ đó phát sinh sự phân hóa, người mà tâm tính bất hảo hơn nữa, không ngủ tại tầng thứ đó được nữa. Vì thế sáng tạo một tầng thứ thấp hơn nữa. Cứ như thế càng ngày càng hạ xuống, dần dần phân hóa, một mạch cho tới hôm nay, sinh ra tầng thứ này nơi nhân loại chúng ta đang ở. Đó chính là nguồn gốc nguyên lai của nhân loại, Đại sư Lý Hồng Chí. Từ các bài giảng pháp của Đại sư Lý Hồng Chí, chúng ta biết rằng, vốn dĩ trong tầng thứ này của trái đất lúc đầu cũng không phải là nhân loại, giống như chúng ta ngày nay, mà đều là các sinh mệnh giống như sinh vật ngoài hành tinh. Vậy thì tại tầng thứ nhân loại này, tại sao lại xuất hiện nhân loại giống như chúng ta hôm nay? Nguyên lai trong đó còn bao hàm những bí ẩn rộng lớn thâm sâu hơn nữa, liên quan tới việc thay thế giữa vũ trụ cũ và vũ trụ mới, cũng như tới việc cứu độ chúng sinh vũ trụ. Đại sư Lý Hồng Chí đã mở ra chỗ mê vạn cổ này. Pháp lý, thành, trụ, hoại, diệt, không của đại khung vũ trụ cũ đã đặt định ra kết cục cuối cùng của đại khung. Vì không muốn thấy sự hủy diệt cuối cùng của đại khung vũ trụ, trân quý sinh mệnh nguyên thủy của đại khung vũ trụ, Sáng Thế Chủ đã mang theo đại pháp vũ trụ, viên dung bất phá tới cứu đại khung. Tầng thứ mà nhân loại sinh tồn này là tầng thứ sinh mệnh thấp nhất trong vũ trụ. Vì để sinh mệnh trong tầng thứ này có thể được cứu độ, Sáng Thế Chủ đã lựa chọn hồng truyền đại pháp vũ trụ từ tầng thứ này. Giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2004, tôi từng giảng cho mọi người rằng cứu độ chúng sinh rất khó. Nếu muốn khiến toàn chỉnh thể, mỗi tầng sinh mệnh ở các tầng đều có thể đắc pháp, đều có thể được cứu độ, thì ắt phải lựa chọn giảng pháp ở nhân loại, nơi tầng thứ thấp nhất trong các sinh mệnh vũ trụ. Nhờ đó mà sinh mệnh các tầng thứ đều có thể nghe được Đại sư Lý Hồng Chí. Chính vì đại pháp sẽ truyền xuất ra từ tầng thứ con người nơi đây. Do vậy trong tiểu vũ trụ của chúng ta mới xuất hiện tam giới và nhân loại giống như chúng ta hôm nay. Giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC 2001. Vậy hỏi tại sao lần này hình hài của nhân loại chúng ta lại trở thành như thế này? Bởi vì như chư vị đã biết, đại pháp của vũ trụ là được truyền tại nơi đây. Trong thời hết sức xa xưa trong lịch sử, đã hoạch định hết thảy cơ sở cho đại pháp hồng truyền sau này. Nếu một thứ nào đó giống như động vật mà đến nghe pháp thì đó chính là vũ nhục đại pháp. Do vậy chư thần đã phỏng theo hình tượng của bản thân mà tạo nên con người ngày nay. Trong tôn giáo tại phương Tây, người ta biết rằng Yahweh đã phỏng theo hình tượng bản thân mà tạo nên con người. Người dân phương Đông đã biết rằng nữ oa đã phỏng theo hình tượng bản thân mà tạo nên con người. Còn có những vị thần khác cũng đã tạo ra những con người khác. Nếu mà quá khứ trước đó ở hoàn cảnh trái đất mà tạo thành các sinh mệnh có cùng hình tượng với chư thần, thì điều ấy tương đương với vũ nhục chư thần, là sự bất kính lớn nhất đối với chư thần. Do vậy không thể tạo thành con người ở nơi này với hình tượng chư thần.
Tuy rằng con người ngày nay được tạo thành cùng hình tượng với chư thần, nhưng chư thần không còn tiếp nhận con người là đồng loại của họ, bởi vì phương thức sinh hoạt của con người đã khác hẳn với chư thần. Chỉ có cái bên ngoài của con người hình tượng là giống với thần, Đại sư Lý Hồng Chí. Sự hiện diện nhân loại giống như chúng ta hôm nay và sự tạo thành không gian tam giới đặc thù như thế này, nguyên lai là do Sáng Thế Chủ muốn cứu vớt một bộ phận của đại khung vũ trụ cũ. Vì Sáng Thế Chủ đích thân đến tầng thứ nhân loại này nên tất cả mọi thứ trên trái đất mới vì thế được sinh ra. Trái đất cũng vì thế mà trở thành tâm điểm và trung tâm cứu độ toàn bộ đại khung vũ trụ. Cũng vì lý do này mà thần của các tầng thứ đều đã đặt tâm sức an bài cẩn trọng. Đại sư Lý Hồng Chí còn tiết lộ rất nhiều thiên cơ nữa để đảm bảo việc hồng truyền đại pháp không xuất hiện sai lệch. Thần đã an bài hai thời kỳ địa cầu giảng pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ 2002. Như vậy, trái đất vào kỳ này bắt đầu từ 100 triệu năm về trước. Có người trong chúng ta ngồi đây nghĩ rằng, tôi học trong sách giáo khoa là từ 3,5 đến 4,5 tỷ năm kia mà. Tôi nói với mọi người, mỗi kỳ trái đất đều là 100 triệu năm, trái đất lần trước cũng là 100 triệu năm. Những tinh cầu trước đây đã ở vị trí của trái đất này cũng từng trải qua rất nhiều lần giải thể và tái tạo. Trong vũ trụ có rất nhiều tinh cầu giải thể rồi, trôi dạt trong không gian, hình thành các bụi và các tinh thể nhỏ bé. Trong thiên thể rộng lớn này, các tinh cầu không ngừng giải thể, không ngừng tổ hợp lại mới. Sự giải thể của chúng chính là những vụ nổ. Trái đất cũng là từ các trái đất trước đó không ngừng nổ vỡ, rồi lại tổ hợp lại mới mà thành. Nổ vỡ một cái, rồi lại tổ hợp một cái. Trong không trung này có rất nhiều cát bụi, có những cái rất lớn, có những cái như một tảng đá lớn, có những cái to đến mấy km vuông, có những cái thậm chí đến mấy trăm km vuông. Mỗi lần trên tinh cầu đều đã từng có nền văn minh, trên trái đất lần trước cũng có nền văn minh. Như thế trên rất nhiều khối lớn có trên đó các vật thể không bị hoàn toàn nổ vỡ, nên lưu lại văn hóa của sinh vật trong quá khứ. Khi tổ hợp trái đất một lần mới thì những hạt bụi vũ trụ ấy được ghép lại, tái tạo lại trái đất một lần mới, do đó mới lưu lại những văn vật, những di tích văn minh của trái đất lần trước đó hoặc của tinh cầu khác. Vậy tại sao không trực tiếp tạo ra lớp da người ngay vào thời truyền Pháp, lúc chư thần xuống đây nghe Pháp, mà phải tạo ra con người từ trước trong lịch sử lâu như vậy? Mọi người cần biết rằng, khi thần tạo ra con người thì không thể lấy tư tưởng ý thức của mình mà tạo vào trong đó, bởi vì như thế sẽ thành vị thần hoàn chỉnh, không phải con người nữa, vậy không ổn. Tuy rằng con người mang hình tượng của thần, nhưng thần không thể coi con người là đồng loại. Bởi vì hành vi của con người khác hẳn hành vi của thần. Hỏi con người đương sơ như thế nào, kết cấu thân thể con người là do thần tạo ra. Do đó trong không gian này thì nó là hệ thống thân người hoàn mỹ nhất. Các sinh mệnh tinh cầu khác đều phải tấm tắc. Tất nhiên, nó cũng bao gồm ba hồn bảy phách, cấu thành một thân thể người hoàn chỉnh. Nếu không có ba hồn bảy phách thì chỉ là thân thể bề ngoài thôi, cũng gọi là lớp da người. Khái niệm lớp da người này hoàn toàn khác với khái niệm lớp da mà con người nhìn nhận. Thần nhìn nhận rằng cái mà do hết thảy những vi lạc phân tử tổ hợp mà thành thân thể người nơi bề mặt nhất, gồm cả xương, huyết, nội tạng, cũng như hết thảy kết cấu bề mặt của thân người, cũng là từ trên vi quan nhìn xuống thì đó là phần các tế bào phân tử ở bề mặt tạo thành người, là hết thảy những gì dùng trong mắt con người có thể nhìn thấy trong giải phẫu. Thần gọi toàn bộ cái phần kết cấu bề mặt đó là lớp da người, chứ không phải chỉ là lớp da mà con người vẫn nhìn nhận, Đại sư Lý Hồng Chí. Nhận thức của khoa học hiện đại về nhân loại vẫn chỉ dừng lại ở bề mặt thân thể người, hơn nữa còn cho rằng tổ chức bề mặt thân thể người chính là toàn bộ con người. Bởi vậy học thuyết đa vũ trụ dự đoán rằng do sự sắp xếp của các nguyên tử là có giới hạn nên sẽ có một bản sao của vũ trụ chúng ta cũng như một bản sao của chính chúng ta tại nhiều vũ trụ. Hơn nữa họ mở ra triển vọng trong tương lai, có thể lợi dụng hiện tượng rối lượng tử để dịch chuyển thân thể đến những nơi xa xôi trong nháy mắt, là sinh mệnh sống. Sự khác biệt giữa người với người không chỉ nằm ở sự sắp xếp khác nhau giữa các lạp tử. Khoa học thực chứng không thể chứng thực sự tồn tại của những tầng thứ thâm sâu hơn. Đây chính là hạn chế của nó. Bài giảng thứ 9 chuyển Pháp Luân. Thân thể người ta nếu không có nguyên thần của mình, không có tính khí, tính cách, đặc tính, không có những thứ ấy thì chính là một tảng thịt. Nó không thể là một con người hoàn chỉnh có mang theo cá tính tự ngã độc lập. Đại sư Lý Hồng Chí. Khoa học thực chứng chỉ thừa nhận thân thể vật chất. Những thứ vượt ra ngoài nhận thức của khoa học thực chứng như nguyên thần, tính khí, tính cách, đặc tính thì nó luôn phản đối và bài xích. Cho nên khoa học thực chứng hiện tại vĩnh viễn không thể nhận thức một cách đúng đắn về nhân loại. Sự xuất hiện của nhân loại và tam giới như ngày nay là vì đại pháp vũ trụ sẽ hồng truyền tại tầng thứ nhân loại này. Vậy con người được tạo ra vào lúc đầu sẽ như thế nào?
Giảng pháp vào chuyến đi quanh Bắc Mỹ năm 2002, không có nội hàm nào cả, không có năng lực gánh nhận nào hết, không có bất kể tư duy khái niệm hoàn chỉnh nào để nhận thức hết thảy sự vật trong không gian này. Con người như thế cần phải trải qua tháng năm lâu dài để tư tưởng con người dần dần nâng dần lên, có được nội hàm bên trong và năng lực gánh nhận. Điều ấy không phải một thời gian ngắn mà làm cho được. Do vậy, trong suốt 100 triệu năm ấy chính là để làm việc này. Biểu hiện của con người hôm nay gặp việc không sợ, bình tĩnh trầm xuống, suy xét một cách có lý trí, thậm chí còn có được năng lực sáng tạo. Con người có thể có được tư tưởng và trạng thái tư duy bình thường như vậy, ấy là do chư thần đã cố ý cấp cho con người trong bao nhiêu tháng năm lâu dài trong lịch sử mà thành. Quá trình ấy, tôi nói với chư vị, đã liên tục kéo dài cho đến 5.000 năm trước đây. 5.000 năm gần đây, lúc văn hóa nửa thần tại Trung Quốc, chính là bắt đầu con người quy phạm một cách có hệ thống, có thể tiếp thụ tư tưởng của Pháp. Như vậy, tư tưởng của con người quy phạm được tạo ra, mà khi nghe Pháp có thể nghe hiểu được Pháp là như thế nào. Bởi vì Pháp cần giảng thế nào, thì cần tạo thành văn hóa nhân loại và tư tưởng con người như thế ấy. Con người toàn thế giới đều hiểu được thế nào gọi là đức, thế nào gọi là tín, thế nào gọi là thiện, thế nào gọi là ác, tốt và xấu. Đó là những điều cơ bản nhất. Ở Trung Quốc thì biểu hiện cụ thể hơn, nội hàm sâu sắc hơn. Bởi vì Pháp cần truyền tại nơi này, việc ấy cần làm tại nơi này. Do vậy, tại nơi đó cần sáng tạo một văn hóa phong phú thật sự có khả năng nhận thức và lý giải được Pháp. Tam Quốc diễn nghĩa có giảng về chữ nghĩa, trải qua 1 triệu đại. Ba thế lực cùng nhau ganh sức đã thể hiện đầy đủ được nội hàm của chữ nghĩa. Ông Nhạc Phi thời Nam Tống đã biểu hiện được chữ trung. Trung là gì? Chư vị chỉ đơn thuần nói rồi giải thích là không ổn. Qua quá trình 1 triệu đại mới có thể làm người ta thực sự lý giải được nội hàm chân chính và quan hệ tại tầng thâm sâu của nó cho đến biểu hiện của hành vi. Trong lịch sử còn có Bách Gia Chư Tử, còn có tư tưởng trung dung của Khổng Tử đề xuất ra nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, v.v. Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử cũng như Giê-xu xuất hiện mới làm cho con người hôm nay thực sự nhận thức được thế nào là chính tín và tu luyện, thế nào là Phật, Đạo, Thần, hết thảy những điều như thế. Lịch sử đã làm tư tưởng con người hôm nay phong phú lên, làm cho con người có thể nhận thức lý giải Pháp, có thể đắc Pháp. Hết thảy quá trình lịch sử của nhân loại đều là để đặt định cho cơ sở này. Nói cách khác, chính vì để truyền đại Pháp nên mới tạo ra con người và văn hóa con người, chứ không phải Pháp là giảng cho phù hợp với văn hóa nhân loại, lại càng không phải là sản phẩm của văn hóa nhân loại. Đó là những điều mà trong 5.000 năm chúng ta đã làm ra vậy. Giảng đến đây, nói một cách hình tượng nhất thì xã hội nhân loại giống như vở kịch. Từng triều đại tiếp nhau, nó giống như cuốn màn lên. 1 triều bắt đầu diễn, 1 triều kết thúc. Màn lớn kia hạ xuống, lại cuốn lên, hoán đổi triều đại. Từng triều từng đại, từng triều từng đại cứ bước ra trường diễn như thế. Tiếp duyên, lưu lại lịch sử, tạo cho lịch sử, tạo cho nhân loại những văn hóa cần thiết, biểu diễn từng màn như thế. Mỗi triều mỗi đại ấy, con người mỗi triều đều là người trời của 1 triều, là đại biểu từ các thiên thể xa xôi đến. Đại biểu cho vô số chúng sinh tại đó tới đây kết duyên, sao cho trong chính pháp những chúng sinh ấy không lạc mất. Trong khi kết duyên của 1 triều thì lưu lại văn hóa mà họ mang theo. Kết duyên xong, sang đời sau chuyển sinh đến vùng đất khác, chờ đợi ngày đại pháp khai truyền. Mỗi triều đều như vậy, tất cả các dân tộc trên toàn thế giới đều qua chuyển sinh tại Trung Quốc, bao gồm nhân dân của các quốc gia, trừ một số lớn những sinh mệnh thượng giới. Đã đến chuyển sinh vào lúc cận kỳ bắt đầu truyền pháp trở về sau, thì nhân dân các nước trong lịch sử đều chuyển sinh qua Trung Quốc. Bất kể là con người của quốc gia nào, thì đầu tiên lúc chư vị vào địa cầu thì là người Trung Quốc, bởi vì lần thứ nhất chuyển sinh của chư vị chính là ở đó. Tuy vậy, 90% con người hiện nay đều là các sinh mệnh đến từ cao tầng. Hơn nữa, đa số có tầng rất cao, họ chỉ lợi dụng lớp da người do thần tạo ra từ trước. Còn bản thân họ không có quan hệ trực tiếp với các thần đã tạo ra sinh mệnh con người. Đại sư Lý Hồng Chí. Giờ đây chúng ta đã biết được nguồn gốc của nhân loại, nguồn gốc của tam giới. Cũng biết rằng có thể chúng ta đều đến từ những thiên thể xa xôi nào đó. Đại biểu cho vô lượng chúng sinh nơi đó, làm tất cả là vì thời khắc lịch sử vũ trụ mới, thay thế vũ trụ cũ, vì để có thể đắc pháp được cứu độ, từ đó tiến nhập vào vũ trụ mới, quay trở về thiên đường trong vũ trụ mới. Thần truyền cấp cho nhân loại, văn hóa tu luyện của Nho, Thích, Đạo, để giúp nhân loại giữ tiêu chuẩn đạo đức ở một mức cao, đồng thời cũng giúp nhân loại nhận thức được đại pháp căn bản cứu độ vũ trụ, để có thể vào lúc sáng thế chủ tới thế gian mà đồng hóa đại pháp, cùng sáng thế chủ quay về thiên thượng.
Tuy nhiên, do pháp lý tương sinh tương khắc của vũ trụ cũ, thiện ác đồng tại, trong khi an bài nhân loại ở tam giới đắc pháp, cũng đồng thời an bài các loại khảo nghiệm khi người ta đắc pháp, làm bại hoại đạo đức nhân loại, làm bại hoại chính tín của nhân loại đối với thần, đây chính là an bài của ma. Bởi vì ma cho rằng chỉ có thể trải qua khảo nghiệm lớn như vậy mới xứng đắc được pháp lớn thế này, mới xứng tiến nhập vào vũ trụ mới tốt đẹp vô tỷ. Hiện nay chính là thời khắc vũ trụ mới thay thế vũ trụ cũ. Trong tôn giáo giảng rằng đây là thời kỳ mạt pháp mạt kiếp. Vào thời kỳ này vạn ma xuất thế, con cháu của ma chuyển sinh vào trong các ngành nghề ở nhân loại, làm bại hoại đạo đức nhân loại. Chúng còn chuyển sinh vào trong các tôn giáo, phá hoại giới luật của thần Phật, làm ra những chuyện thương thiên đạo lý và bại hoại đạo đức nhân loại, từ trong nội bộ tôn giáo mà làm bại hoại tôn giáo, làm bại hoại chính tín của con người đối với thần Phật. Thuyết tiến hóa cũng thuận theo loại thiên tượng này mà xuất hiện, đã gây nên tác dụng làm bại hoại đạo đức nhân loại, đồng thời từ căn bản làm bại hoại chính tín của nhân loại đối với thần. Darwin đã từng nói, về hình dáng, bào thai người xem ra còn giống một con lợn trưởng thành hơn là con người. Thuyết tiến hóa khiến con người tin rằng bản thân con người được tiến hóa từ động vật chứ không phải do thần tạo ra. Vì vậy con người có thể không cần chịu trách nhiệm về những hành vi vô đạo đức của mình, thậm chí coi đạo đức giống như sự trói buộc, đề xướng việc tùy ý làm những gì mình thích. Tôn chỉ của thuyết tiến hóa là chọn lọc tự nhiên, thích nghi để sinh tồn. Theo tôn chỉ này, người ta có thể vì lợi ích của mình mà không quan tâm tới người khác, thậm chí làm hại người khác, không do dự đẩy người khác vào chỗ chết. Khoa học hiện đại chọn thuyết tiến hóa làm lý luận về nguồn gốc của nhân loại, phủ nhận sự tồn tại của thần, tương đương với việc từ căn bản làm bại hoại chính tín của nhân loại đối với thần, khiến con người càng ngày càng rơi xa thần. Đạo đức nhân loại không ngừng tha hóa, khiến con người rơi vào vực sâu tai họa. Trong sự an bài tất cả những khảo nghiệm này, sự tuyên truyền thù hận và bức hại tàn khốc của Trung Cộng đối với Pháp Luân Đại Pháp là khảo nghiệm lớn nhất, trực tiếp nhất và tà ác nhất với việc nhân loại có thể đắc Pháp đắc độ hay không. Trung Cộng tập hợp toàn bộ lực lượng tà ác khắp nơi lên thân, lợi dụng cả bộ máy quốc gia, vu khống, phỉ báng bộ Đại Pháp căn bản, sáng tạo vũ trụ tương lai, Pháp Luân Đại Pháp. Phỉ báng nhà sáng lập Pháp Luân Công là Đại sư Lý Hồng Chí. Bức hại tàn khốc các học viên Pháp Luân Công, bức bách họ lưu lạc khắp nơi, vợ chồng con cái ly tán, nhà tan cửa nát. Họ bị giam cầm, bị cải tạo lao động, bị kết án, thậm chí bị mổ cướp nội tạng sống, bán kiếm lợi phi pháp. Sự tuyên truyền thù hận một cách giả dối, vu khống, phỉ báng này của ma quỷ chính là muốn tiêu diệt sự ủng hộ và thiện niệm trong tâm mọi người, khiến con người không cách nào nhận thức được đại pháp căn bản cứu độ vũ trụ, khiến con người mất đi cơ hội được cứu độ tại thời khắc lịch sử vũ trụ canh tân, khiến cho sự chờ đợi trong ức vạn năm của chúng sinh vũ trụ trở thành vô ích. Trong Thánh Kinh có rất nhiều đoạn nói về ngày phán xét. Trong Phúc Âm Matthew, Thánh Kinh có nói chi tiết về ngày phán xét đó. Những người bị vị vương nguyền rủa rằng bước vào ngọn lửa vĩnh hằng mà ma quỷ và sứ giả ma quỷ đã chuẩn bị cho họ là những người khi mà những người nhỏ bé nhất trong các anh em của ta không có đồ ăn, không có thức uống, không có chỗ nương thân, không có cái mặt, chịu bệnh tật, bị nhốt vào ngục mà không giúp đỡ, không đồng cảm. Ở Trung Quốc, những bức hại tàn khốc mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đã vượt xa mức độ không có đồ ăn, không có thức uống, không có chỗ nương thân, không có cái mặt, chịu bệnh tật, bị nhốt vào ngục. Mà vị vương trong Phúc Âm Matthew miêu tả, nếu như các học viên Pháp Luân Công chính là người nhỏ nhất trong các anh em của ta mà vị vương trong Phúc Âm Matthew nói đến, nếu cuộc bức hại Pháp Luân Công chính là một bài kiểm tra về lương tri đạo đức của mỗi người để từ đó phán xét xem người ấy được lên thiên đường hay xuống địa ngục, nếu quả là vậy, thì lương tri, đạo đức trong sâu thẳm nội tâm chúng ta sẽ trả lời thế nào cho câu hỏi này đây? Nếu sự lạnh lùng, vô tâm trước cuộc bức hại bi thảm cùng cực này với các học viên Pháp Luân Công là do sự lừa gạt bởi tuyên truyền, thù hận giả tạo của Trung Cộng, thì mong bạn hãy nhanh chóng tìm hiểu sự thực về Pháp Luân Công. Đừng để những tuyên truyền phỉ báng giả dối của ma quỷ hủy mất lương tri của bạn, để rồi mất đi cơ duyên quay về thiên thượng của bạn tại thời khắc lịch sử vũ trụ canh tân, khiến bạn uổng phí nghìn vạn năm chờ đợi. Giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2007.
thần sẽ xuất hiện trong xã hội nhân loại một cách giống như con người, giảng ra đều lại là chân lý, chính là xem ranh giới đạo đức người ta, xem quan niệm đạo đức của người ấy còn có thể nhận thức ông hay không, còn có thể chấp nhận quy phạm đạo đức căn bản mà vũ trụ này quy định cho nhân loại, cũng chính là tiêu chuẩn đạo đức cuối cùng sẽ quyết định xem người ta còn nhận thức được Pháp đang đến cứu chúng sinh hay không. Nhận thức được thì chư vị được đắc độ, đắc cứu. Đại sư Lý Hồng Chí. Nếu như chúng ta đều đến từ những thiên thể xa xôi, bản thân có liên hệ với vô lượng chúng sinh, thì liệu tại thời khắc lịch sử vũ trụ canh tân này, bạn có thể nghe thấy tiếng gọi tên bạn từ nơi sâu thẳm của đại không xa xôi không? Bạn có cảm nhận được sự tha thiết trông mong của vô lượng chúng sinh trong thiên quốc của bạn không?